theo dõi đến kênh Nhật Báo 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video hấp dẫn nhất đến từ kênh Nhật Báo 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin bóng đá ngày 6 tháng 9 trên kênh Nhật Báo 24 giờ. Bản tin hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. Một. Thi đấu xuất sắc, Tuấn Anh nhận mưa lời khen từ người hâm mộ. 2. Những chiến binh thầm lặng trong trận hòa của Việt Nam. 3. Kia đổ lỗi cho thời tiết khiến Thái Lan mất điểm. 4. Báo chí châu Á. Để Việt Nam cầm hòa, Thái Lan có nhiều lý do thất vọng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thi đấu xuất sắc, Tuấn Anh nhận mưa lời khen từ người hâm mộ. Thi đấu đủ 90 phút trước Thái Lan, Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được nhiều người hâm mộ dành lời khen ngợi. Huấn luyện viên Park Hang-seo xếp Tuấn Anh đá cặp cùng Đỗ Hùng Dũng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây vốn là vị trí sở trường của cầu thủ quê Thái Bình. Tuy nhiên nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi về khả năng của anh bởi tiền sử chấn thương và Thái Lan chắc chắn không phải là đội bóng dễ chơi. Tuy nhiên thầy Park vẫn dành sự tin tưởng cho Nhô và cầu thủ của Hoàng Gia Lai đã chứng minh niềm tin của ông thầy đặt đúng chỗ. Tuấn Anh chủ động phạm lỗi hỗ trợ phòng ngự, có những đường truyền thoát pressing hoặc phát động sáng nước. Sau trận đấu, nhiều lời khen ngợi dành cho Tuấn Anh được đưa ra. Tài khoản Lê Phạm còn thẳng thắn đặt câu hỏi, còn ai bảo Tuấn Anh không xứng đáng lên tuyển nữa không? Đáp lại câu hỏi, tài khoản Fairbelly bình luận, ai bảo Tuấn Anh không xứng đáng? Trận này tốt hơn Kings Cup nhiều, cậu ấy có thời gian để cứng cáp thể hiện. Tôi cũng mong nhiều cầu thủ có cơ hội thể hiện như Tuấn Anh. Với Tuấn Anh, Nỗi lo lúc nào cũng là chấn thương và chạm chứ không bàn về khả năng nữa rồi. Nhiều người dùng Facebook cũng khẳng định Tuấn Anh hôm nay là người cân cả tuyến giữa cho đội tuyển Việt Nam bởi anh có mặt ở mọi điểm nóng. Tài khoản Nguyễn Hoàng Nhật Tân bày tỏ sự ngạc nhiên về khả năng phòng ngự của Tuấn Anh liền được Thùy Linh trả lời. Tuấn Anh phòng ngự hay mà, từ lúc lên đá ở V-League, số liệu thống kê về phòng ngự luôn cao, cậu ấy từng đá trung vệ và được tiền đạo Oceani chấm 9 điểm vào năm 2015. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo không quên dành những lời khen ngợi tới cậu học trò. Tuấn Anh là cầu thủ tuyệt vời nên cậu ấy mới có mặt trong đội hình xuất phát. Tôi hài lòng bởi đội đã có trận đấu tốt. Ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam được nghỉ thi đấu và sẽ tiếp tục hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp vào tháng 10. Những chiến binh thầm lặng trong trận hòa của Việt Nam Rất nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong trận hòa không đều trước Thái Lan, qua đó mang về một điểm quý giá trên hành trình chinh phục vòng loại World Cup 2022. Làm khách trên sân vận động Tamasat, đội tuyển Việt Nam đã giữ được tinh thần chiến đấu máu lửa trong suốt 90 phút của trận đấu. Thái Lan là đội bóng chủ động chơi ép sân với hàng tiền vệ cơ động. Họ cầm bóng với những pha phối hợp nhỏ và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn tạo ra những mối đe dọa thường trực trước khung thành của thủ môn Siwarak. Văn Toàn là người có nhiều cơ hội nhất trong trận đấu này. Tiếc rằng những pha xử lý cuối cùng của tiền đạo đang thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai còn thiếu đi một chút chính xác. Anh cũng chính là một trong số những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Việt Nam ở trận đấu này. Rất nhiều lần tốc độ của Văn Toàn khiến cho các cổ động viên và hậu vệ của Thái Lan phải thót tim. Văn Toàn tạo ra 2 đến 3 tình huống ngon ăn, nhưng đáng tiếc anh lại chưa có duyên ghi bàn và kiến tạo ở cuộc đối đầu rực lửa này. Điểm sáng nhất của đội tuyển Việt Nam chính là ở hàng tiền vệ với những pha tranh chấp và qua người của những cầu thủ nhỏ con, cầu thủ mang áo số 14 Nguyễn Tuấn Anh có một trận đấu xuất sắc. Không mấy người có thể nghĩ Tuấn Anh lại chơi quyết liệt và điềm tĩnh đến như vậy ở tuyến giữa. Bên cạnh một hùng dũng máu lửa, Tuấn Anh cũng nhiệt không kém. Anh thậm chí còn tranh chấp nhiều hơn thường lệ và nhìn chung tiền vệ người Thái Bình đã chơi rất tốt ở trận đấu này. Trọng Hoàng cũng là cầu thủ đã chơi tốt với hàng loạt những tình huống truy cản trước sức tấn công của đối thủ. Như thường lệ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đúng khi đặt chọn niềm tin vào tiền vệ này. Các cổ động viên Việt Nam đã có một phen thoát tim khi những phút bù giờ cuối cùng, Thái Lan có cơ hội rõ rệt với pha thoát xuống và đối mặt với Đặng Văn Lâm của Subachok. Rất may sau pha xử lý của cầu thủ này, các cầu thủ ở hàng phòng ngự đã kịp thời bọc lót cho không thành. Việt Nam đã đứng vững và giành được một điểm để tự tin hướng đến trận đấu lượt về trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là trận đấu không chỉ một vài cá nhân kể trên thi đấu ấn tượng. Toàn đội nhìn chung đã chơi đầy nhiệt huyết với một chiến thuật hợp lý để mang về kết quả có lợi. Ở một cuộc đua đường trường, trận hoàn này là một thành công với thầy trò huấn luyện viên Pangser. Chấm điểm đội tuyển Việt Nam không đều với Thái Lan. Đặng Văn Lâm 7, Đỗ Duy Mạnh 6, Quế Ngọc Hải 7, Bùi Tiến Dũng 7, Nguyễn Phong Hồng Duy 6, Nguyễn Trọng Hoàng 7,5, Đỗ Hùng Dũng 7, Nguyễn Tuấn Anh 8, Nguyễn Quang Hải 7. Nguyễn Văn Toàn 7,5, Nguyễn Công Phượng 6, Nguyễn Tiến Linh 6, Đoàn Văn Hậu 6. Kia đổ lỗi cho thời tiết khiến Thái Lan mất điểm. Duy Cô Thái cho rằng cơn mưa lớn trước khi trận đấu diễn ra đã khiến đội tuyển Thái Lan gặp nhiều bất lợi so với đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Huấn luyện viên Akira Nishino sử dụng sơ đồ kim cương với hàng tiền vệ dày đặc. Điều này cho phép họ triển khai lối chơi kiểm soát bóng trước đội tuyển Việt Nam. Bộ ba tiền vệ Subachok, Chanathip và Thitifan đã tạo ra nhiều bất ngờ cho hàng phòng ngự của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm và các đồng đội đã khiến những chân sút Thái Lan phải nản trí. Không những thế, Văn Toàn đã trở thành mối nguy thường trực trước khung thành của thủ môn Siwarak với hàng loạt pha đi bóng tốc độ. Nếu may mắn hơn, rất có thể tiền đạo của Hoàng Gia Lai đã mang về bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Đánh giá về trận gia quân của đội nhà, Kiatishek cho rằng cơn mưa lớn tại Bangkok trước khi trận đấu này diễn ra đã làm cho mặt cỏ Thammasat trơn trượt. Điều này khiến lối chơi kỹ thuật của đội tuyển Thái Lan không thể diễn ra theo tính toán. Kiatishek chia sẻ với CM Sport Tôi nghĩ rằng vấn đề thời tiết là điều chúng ta không thể tính toán được. Trước trận đấu, trời mưa rất to khiến mặt cỏ trơn trượt Đội tuyển Việt Nam đã có lợi với lối chơi phòng ngự và pressing tốc độ. Dù sao với một điểm giành được, tôi nghĩ mọi chuyện vẫn ổn. Ở trận đấu còn lại của bảng G, Malaysia đã lội ngược dòng ngoạn mục trước Indonesia ngay trên chảo lửa Bung Karno, để giành ngôi đầu, rõ ràng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn khi rơi vào bảng tử thần tại vòng loại World Cup năm nay. Báo chí châu Á để Việt Nam cầm hòa, Thái Lan có nhiều lý do thất vọng. Dù báo chí Thái Lan cho rằng trận hòa không đều của đội nhà trước tuyển Việt Nam tối ngày 5 tháng 9 trong thế trận có phần lấn lướt hơn, nhưng theo giới truyền thông, ngay cả trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng cho rằng trận hòa này kéo dài kỷ lục chẳng vui vẻ gì cho tuyển Thái Lan. Đó là họ đến giờ đã có đến 5 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng trên sân nhà với 4 thua 1 hòa. Trận hòa trước Việt Nam cũng là trận ra mắt huấn luyện viên mới, ông Akira Nishino. Điều này cũng đồng nghĩa là thầy trò ông Nishino sắp tới phải tìm chiến thắng ở Jakarta trước đối thủ Indonesia, đội đội để thua ngược trước Malaysia 2-3 và hứa hẹn sẽ có không ít khó khăn. Theo giờ The AFC.com của AFC cũng nhận định về trận hòa giữa Thái Lan và Việt Nam. Cả hai đội đều có lý do tiếc nuối, nhưng trận đấu đã phản ánh đúng cục diện trận đấu khi đôi bên đều chơi đầy nỗ lực, tạo nhiều kịch tính. Đáng tiếc bàn thắng đã không đến. Báo châu Á thì, Việc tuyển Thái Lan chỉ có được một điểm rõ ràng là một sự thất vọng rất lớn. Trong khi đó, theo cây bút Palmer Fry của trang ESPN FC khu vực châu Á cho rằng, trận đấu được xem là derby Đông Nam Á giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam. Kết quả hòa không đều, dễ thấy là đôi bên hài lòng. Tuy nhiên, theo tôi đây là kết quả thất vọng cho Thái Lan nhiều hơn vì họ đã làm tất cả và tận dụng mọi ưu thế chủ nhà cùng thế trận khá chủ động để hy vọng có trận gia quân mỹ mãn. Mặc dù vậy, họ chỉ được một điểm là rất đáng thất vọng. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cho thấy bản lĩnh của mình tạo không ít cơ hội với lối chơi đầy chủ động. Nhưng tiếc là dù có một vài cơ hội ngon ăn, họ đã bỏ lỡ rất đáng tiếc. Trong khi đó, Trang Siam Sport của Thái Lan nhận định, trận ra mắt của hối luyện viên Nishino tạm ổn. Kết quả hòa cùng thế trận khá sáng nước so với trước đây, hứa hẹn Thái Lan sẽ có sự thay đổi đột phá hơn trong tương lai. Còn theo bình luận viên Paul Williams của Trang The Asian Game, với lối chơi này, tuyển Thái Lan khá thụ động. Cụ thể là họ không làm gì được để phá bế tắc trước tuyển Việt Nam. Nếu không thay đổi, nhất là ở mặt trận tấn công, họ sẽ rất dễ đối mặt cơn ác mộng ở sân Bungkano, trận sắp tới gặp Indonesia vào ngày 10 tháng 9. Còn cây bút Grady Tan của trang Fox Sports nhận định, đây là trận đấu hấp dẫn ở phía cạnh đối thủ. Về mặt chiến thuật giữa hai huấn luyện viên Nishino của Thái Lan và Park Hang Seo Việt Nam, ông Nishino có thể gây nhiều ngạc nhiên với sự lựa chọn thành phần thi đấu khi tung ra sân không có một tiền đạo thực thụ nào. Nhưng tuyển Việt Nam cho thấy họ là một tập thể gắn kết, chơi cực kỳ ổn định. Nếu may mắn, họ mới là đội có bàn dẫn trước từ ngay phút đầu tiên pha bỏ lỡ ngon ăn của Văn Toàn. Khi đó cục diện nhiều khả năng sẽ thay đổi và Thái Lan không dễ gì kiểm soát lại thế trận. Tuyển Việt Nam cho thấy họ xứng đáng là ông vua ở Đông Nam Á lúc này. Một điểm trên sân khách mở đầu chiến dịch vòng loại World Cup là không tồi chút nào cho thầy trò ông Park Hang-seo. cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video, nếu thấy hay hãy like và share, đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để ủng hộ trái kiếp và để nhận được những thông báo mới nhất khi có video mới. xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.